ca sĩ Chibu sẽ góp mặt tại giải chạy Sơn Kim 2023. Trong cuộc họp báo giới thiệu giải diễn ra chiều ngày 21 tháng 7, ban tổ chức giải chạy Sơn Kim 2023 cho biết sự kiện sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Chibu. Đây là giải chạy đầu tiên do thành phố Thủ Đức đăng cai và sẽ được diễn ra vào đầu tháng 9 tới. Theo ban tổ chức, giải chạy Sơn Kim 2023 là giải chạy đầu tiên do thành phố Thủ Đức đăng cai kể từ ngày tách riêng độc lập với thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải chạy được tổ chức với chủ đề đổi mới, sáng tạo và những nhà tổ chức đang mong muốn sẽ tổ chức thành giải đấu truyền thống của những người yêu thích thể thao, nhất là các nội dung chạy bộ của môn điền kinh. Giải chạy gồm các nội dung dành cho trẻ em với cự ly từ 1,5 đến 3 km và các nội dung của người lớn gồm các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Với tổng giá trị hiện kim của giải thưởng lên đến 148 triệu đồng. Đây được xem là giải chạy bán marathon có giá trị giải thưởng cao nhất cả nước từ trước đến nay. Giải chạy dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9 tại khu đô thị Cementopoli, Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Theo ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Thủ Đức chia sẻ, thành phố Thủ Đức đã được lựa chọn xây dựng thành đô thị sáng tạo, tương tác cao để phát triển thành hạt nhân sáng tạo, hình thành một cực tăng trưởng mới, trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc đẩy mạnh các hoạt động thể thao và phát triển phong trào thể thao trong quần chúng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Thủ Đức. Chính vì thế, thành phố Thủ Đức mong muốn giải chạy Sơn Kim hứa hẹn trở thành sự kiện thường niên, mang đến những yếu tố đổi mới, sáng tạo và khác biệt qua mỗi năm tổ chức. Theo thông tin từ ban tổ chức, trong mùa giải đầu tiên có khoảng 4.000 vận động viên đăng ký tham dự. Hiện nay đã có hơn 2.000 người đăng ký online. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức tổ chức, đồng hành cùng nhà tài trợ chiến lược Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim, Sơn Kim Land và được triển khai thực hiện bởi Công ty Cổ phần Sự kiện Best Event.